Ngoại hình khác lạ của MC Trấn Thành tại rap Việt mùa 3 khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải loạt ảnh mới với diện mạo khác lạ khi anh đảm nhận vai trò MC rap Việt mùa 3. Anh chia sẻ, phong cách ông chú tồi này ổn không cả nhà, Thành Rai đã trở lại. Trong ảnh, nam MC để râu và vuốt tóc lên, anh mặc bộ vest đen. Với tạo hình này, Harry Won từng hóm hỉnh chia sẻ về ngoại hình mới của ông xã. MC Trấn Thành xin trở lại với một bộ râu nhẹ, đi quay phim ăn nhiều hơi mập chút nhưng cũng còn đáng yêu mà. Dù gây không ít tranh cãi vì những lần rơi nước mắt trong chương trình, nhưng không thể phủ nhận nam MC vẫn là người đóng vai trò quan trọng trong việc mang rap Việt đến gần hơn với khán giả đại chúng, thậm chí với những người chưa từng biết đến rap. Khi rap Việt mùa 3 xác nhận Trấn Thành tiếp tục đồng hành cùng chương trình, phần lớn khán giả thể hiện sự ủng hộ nam MC, nhận xét khó có thể tìm được một người thay thế tốt hơn Trấn Thành đã từng làm. Thế nhưng cũng có luồng ý kiến cho rằng sự xuất hiện này của Trấn Thành khiến khán giả cảm thấy không thoải mái. Năm nay, rap Việt mùa 3 có sự tham gia của bộ ba giám khảo là Suboy, Karis và Justati. Bốn huấn luyện viên bao gồm Thái VG, Andre Right Hand, Big Daddy và B-Ray. Như vậy, các thí sinh sẽ trải qua 4 vòng thi bao gồm chinh phục, đối đầu, bứt phá và chung kết để tìm được người xuất sắc nhất. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.